Rồi, xin chào anh em. Thì hôm nay là ngày 2 tây tháng 5 ha. Đã hết lễ rồi. Thì mình bắt đầu vào công việc lại làm tiếp. Và hôm nay em có về được một bộ sản phẩm gồm đó là một đôi lon huyền thoại Pioneer S180A và một con Amply Technic. Cũng đã rất quen thuộc với kênh của em, đó là Technic SU7x7 hay là mã. Và món thứ ba đó là một cái con giải mã CD kim giải mã của Đàn Ông, đó là con S10 ha. Và cái điều đặc biệt hôm nay đó là cái con SU7x7 hay là mã này còn tuyệt là đẹp. Và em đã có báo khách, chị khách đã chốt. Và hôm nay em chỉ làm một cái clip để em test giới thiệu đến anh em và cho một anh khách của em ở Đức Hòa, Long An thấy ha. Và một điều nữa là đôi 180A này nó đẹp không tì vết, đẹp xuất sắc ha. Vì chút xíu tại sao em sẽ nói cái điều đó, anh em đợi em ha. Rồi, ba sản phẩm hôm nay em về rất là đẹp. Và bây giờ em sẽ đi đến trước tiên, đó là con Amply Technic SU7x7 hay là mã. Đây, anh em thấy ha. Mặt mũi rất là đẹp luôn. Cũng như bao con khác, nhưng mà con này thì giờ em thấy là đẹp, rất là đẹp luôn ha. Ruột gan thì 7 màu gan. Và em cũng đã có hình ảnh chi tiết cụ thể nội thất bên trong lẫn bên ngoài ở trên Zalo hoặc là Facebook, anh em cứ tìm theo số điện thoại của em ha. Đó, rất là đẹp. Nó chỉ là một dòng Amply cỏ thôi, nhưng mà nó đánh được khá là nhiều lo. Và hôm nay em ghép nó với một cái con cũng khá là đình đám, đó là S180A. Và em nó chơi cũng khá là tốt. Rồi, tới món thứ hai. Tại sao em nói nó đẹp là xin thưa là cái con này về thùng vách nè, nó gần như là chưa có vết xước, vết trầy trên cái thân thùng luôn anh em. Nó rất là đẹp ha. Anh em thấy ha. Cái cạnh đó mình là có thể gọi là đứt tay là nó còn đẹp đến như vậy á. Thì 180A này em hiện em đang có hai đôi. Một đôi vài ngày trước em đã có giới thiệu đến em và hôm nay em về một đôi nữa ha. Thì cái đôi này nó đẹp tuyệt đẹp. Đẹp đến mức cái mức đẹp của nó phải gọi là tới 98-99% cho đôi lo này à, anh em thấy ha. Từ gông cho tới phiến loa ê căng đây rất là đẹp luôn. Thì con này quá là huyền thoại, mình không cần phải quảng cáo thêm nữa ha. Em chỉ quay cái độ đẹp của nó như thế nào để cho anh em thấy thôi à. Đó, thùng mít là phải gọi là tuyệt vời luôn. Anh em nào có sưu tầm thì những cái đôi này đáng, rất là đáng để sưu tầm. Nhưng mà giá nó cũng không có đổi đâu, em vẫn bán theo giá của những đôi trước à. Rất là đẹp. Đó, anh em thấy ha. Thì anh em để ý ha, cái bát con này là bát hơi vàng ha. Còn cái bát của đôi kỳ trước em mới test về ngày trước là bát hơi xanh nha anh em. Đó, cái màn bát đó. Để anh em nói em có một đôi mà test ra chết luôn á. Thì em sẽ chỉ cái điểm khác nhau giữa hai đôi em đang có, là một đôi màn bát xanh và một màn đôi này là bành mắt hơi vàng đó. Đó, nó có hai đời đó. Anh em thấy ha, cái thùng nè, cái màu của cái vân nó còn rất là tuyệt vời, anh em cứ nghĩ nó như mới luôn ạ. Rồi, đây là con Đàn Ông DCD Đàn Ông S10. À, một cái con CD kim giải mã rất là hot trên thị trường hiện nay. À, anh em thấy mặt mũi ha, rất là đẹp luôn. Đó. À, cạnh khía thì chưa có mẻ miếng gì hết ha. Rất là tuyệt vời. À, thì hiện tại em đang chơi giải mã qua cổng optical nè. Đó. Và đây là cái remote riêng kèm theo máy luôn ha. Đây là mặt nắp lưng đây. Thì sẵn giới thiệu đây, em cũng giới thiệu cho một bác khách luôn. Đang theo dõi kênh và tìm cái con này của em à. Thì hôm nay em có về được một con rất là đẹp à. Và còn một bác khách nữa đã đặt em một con 2 la mã hoặc là 3 la mã. Thì cái con này sẽ về trong ngày mai
thì ngày mai em sẽ lên clip test cho một bác khách nữa cũng ở Long An để một con S10 hai la mã em sắp về tới, và tình trạng cũng là đẹp xuất sắc như thế này hả. Đó, đó. CD giải mã chơi rất là tốt hả, chất âm hay anh em ha. Rồi, hôm nay em về được 3 sản phẩm. Và hôm nay không có ai ghép như em đâu. Chắc cũng có nhưng mà hiếm. Thì hôm nay em sẽ đưa lên một cái con âm ly cỏ thôi. Sẽ chơi với một anh lớn, đó là S180A của Builder à. Nhưng mà đơn giản vì sao em có thể ghép được là vì con này nó đánh sò sắt, cho nên tiếng nó ra khá là tốt. Có thể chơi trong tầm nghe vừa tai thì nó sẽ rất là hay à. Rồi, và em cũng xin nhắc giá lại ha. Cái con đàn ông S10 trơn có giá là 13 triệu đồng kèm khiển zin rồi đôi lo S180A. Hiện tại em đang có hai đôi vì giá vẫn là 28.500.000 đồng. Riêng con Technic XU7/7 hay la mã này vẫn có giá là 4.500.000 đồng, nhưng con này đã có khách đặt rồi. Thì bây giờ hôm nay em chỉ theo thủ tục là em phải test cho bác xem, và ngày mai em sẽ đóng gửi hàng cho bác thôi Thì anh em nào có nhu cầu đặt trước thì cứ đặt cho em con này cũng được, tại vì em cũng nhận đặt hàng những con này thường và hàng tuyển chọn thì nó rất là đẹp. Và bây giờ em sẽ mời anh em nghe một đoạn ha. Mình sẽ test qua cái chức năng giải mã để cho một bác khách thấy luôn là cái con chuyện tình người đang áo. Rồi. Đây bác ha, chức năng rất là hoạt động, rất là hoàn hảo ha. Đèn vẫn nhảy đầy đủ nha. Mơ không.
Rồi anh em thấy con này mặc dù nó cỏ thôi ha, nhưng mà nó chơi rất khá là tốt, rất là hay ha. Rồi và em xin nhắc lại ha, đôi lo Pioneer S180A trong tình trạng đẹp xuất sắc, đẹp không có điểm chê luôn anh em ha, có giá là 28.500.000 đồng. Em có hai đôi, đầu đơn ông CD kim giải mã S10 có giá là 13.000.000 đồng, kèm khiển rin luôn nha anh em. Rồi và anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ cho em qua số điện thoại 0343612345. Em ship hàng toàn quốc, em không bao ship và không ship COD, mong anh em thông cảm. Và anh em nhớ đừng quên đăng ký kênh và nhấn cái chuông thông báo kế bên để mỗi khi em up một clip mới lên nó sẽ báo về điện thoại hay máy tính của anh em, và chúng ta sẽ cập nhật được liền những cái sản phẩm mới nhất. Tới đây em xin kết thúc, xin cảm ơn anh em đã rất nhiều.